Chào mọi người, tôi là Review Chất, hôm nay tiếp tục mang đến bộ phim Hàn Phạm Tội Vincenzo tập 2 do Song Joong Ki diễn chính. Quay lại tập trước, Vincenzo điên cuồng đánh vào tên đại ca, ép đối phương chấp nhận lập tức đưa người cút đi. Hắn giả vờ đồng ý, sau khi an toàn, thì giây sau lại không đếm xỉa đến lời đồng thuận mà lệnh đàn em đánh Vincenzo. Vincenzo đã sớm đoán được sự vô lại của đám người này nên đã báo cảnh sát và liên hệ phóng viên trước, hắn vì để phòng ảnh hưởng rộng ra, chỉ đành tạm thời rút lui. Sau đó Vincenzo không biết nói chuyện làm sao với luật sư Hong, anh cường điệu giám đốc Choi bị ép mua ép bán. Bọn họ không phải tập đoàn ba bờ, nếu không nhận được tiền thì đã sớm cao chạy xa bay rồi, vốn không cần phải đến diễn khổ nhục kế. Nhưng luật sư Hong bảo thủ này vốn không tin. Vincenzo thấy thế, không tốn nước bọt nữa liền bỏ đi. Cha răng đuổi theo Vincenzo. Tòa nhà giành được khoản bồi thường dỡ bỏ cao, luật sư cũng kiếm được một khoản. Vincenzo không chỉ không đồng ý mà còn kích động hơn cả người ủy thác. Cha răng nhạy bén ý thức được, đối với Vincenzo mà nói, thứ này càng có giá trị hơn so với tòa kiến trúc. Vincenzo nhìn người phụ nữ này có khứu giác còn nhạy hơn chó săn, cảm thấy thật đau đầu. Sau đó Vincenzo đến thăm giám đốc Choi. Liên quan đến ký ức khác của thỏi vàng nằm dưới tòa nhà, lúc này cũng nổi lên mặt nước. Tầng hầm giấu vàng với tòa nhà chọn dùng kiến trúc đặc biệt. Nếu có người âm mưu cưỡng ép xông vào mật thất, lúc bạo lực dỡ bỏ thì sẽ khiến cho cả tòa nhà đổ sụp. Ngoài chủ thuê, Vincenzo với giám đốc Choi, nhân viên biết mật thất toàn bộ đã bị xử lý. Đây cũng vì bảo vệ tuyệt đối cho thỏi vàng. Một năm trước, chủ thuê giấu vàng lúc bơi thì đột ngột chết. Hai tháng sau, Vincenzo liên hệ với giám đốc Choi, sau khi tổng thể xác nhận chủ thuê cẩn thận, không có nhắc với ai khác về mật thất, thì hai người quyết định chia khoản vàng này. Nhưng kế hoạch thay đổi, kế hoạch tháo dỡ của tập đoàn ba bờ còn có các người thuê của tòa nhà. Quả thật là người này so với người kia càng khó xử hơn. Sau đó, lúc Vincenzo đi xem chùa triển phía trên mật thất thế nào, thì vô tình nghe nói chùa gần đây phải sửa lại sàn sưởi. Anh lo sợ không cẩn thận sẽ kích động đến cấm kỵ của mật thất, khiến cả tòa lầu đổ sụp, vội đề nghị mình đến để mua thảm nhiệt phủ khắp mặt đất, hơn nữa còn gánh hết tiền điện. Vincenzo vì lấy được vàng mà đau lòng, tóc cũng rụng không ít. Không lâu sau chắc sẽ có được kiểu đầu giống đại sư rồi. Bên phía cha răng vì lúc tập 1 mua được nhân chứng làm chứng, giúp công ty chế thuốc dưới trướng tập đoàn ba bờ kiện cáo, nắm chắc được phần thắng. Nhưng không ngờ lúc mấu chốt lại có bất thường đột nhiên xảy ra, một nhân viên của tổ nghiên cứu thuốc mất tích. Một khi người này chạy đi tìm luật sư Hong, thì tình thế rất có thể phút chốc sẽ xoay chuyển. Đồng thời, phía luật sư Hong xác thực cũng nhận được cơ hội xoay chuyển, nhưng cơ hội xoay chuyển không phải là vì người mất tích tìm đến ông, mà là Vincenzo lần nữa xuất hiện, hỏi về tất cả tài liệu công ty kiến trúc dưới trướng tập đoàn ba bờ. Tuy luật sư Hong trong ý thức vẫn không bằng lòng tin Vincenzo, nhưng người trẻ tuổi trước mặt dường như lại là biến số cuối cùng của vụ án này. Ông cuối cùng vẫn giao ra tài liệu của công ty kiến trúc ba bờ, khiến người ta phải suy nghĩ là Vincenzo xem xong kiến trúc ba bờ thì lại hỏi về tài liệu công ty chế thuốc ba bờ, dường như đang chuẩn bị một bàn cờ lớn. Trong đêm, cha răng chạy đến phòng làm việc của luật sư Hong, chuẩn bị nghe ngóng tình báo, không ngờ Vincenzo cũng ở đây, hơn nữa còn đang nghiên cứu tập đoàn ba bờ. Vincenzo cảm khái, công ty này tà ác giống như một đảng xã hội đen của Nhật Bản và Ý. Sự tồn tại của luật sư chuyên môn giúp tập đoàn ba bờ thoát tội giống như ký sinh trùng vậy. Cha răng nhìn luật sư Hong với Vincenzo kẻ tung người hứng, dự cảm thấy không hay, liền cùng đi ăn cơm với Vincenzo, suy đoán đối phương là muốn xúi dục luật sư Hong chống lại tập đoàn ba bờ, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Cha răng cảnh cáo Vincenzo nhanh chóng rời khỏi, băng đảng Ý mới làm chuyện xấu, nhưng ở Hàn Quốc thì khắp nơi đều là xã hội đen. Quốc hội, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan chính phủ còn có xí nghiệp, dù là bên nào cũng đều cực kỳ khó giải quyết, nhưng Vincenzo có sóng gió nào chưa gặp. Anh là một người vừa xuống máy bay, bị lật thuyền trong cống mà, đương nhiên không bị cha răng dọa rồi. Lúc này con chi bà chủ tiệm ăn quay về. Bà chủ nghi ngờ con trai hút thuốc, lập tức bắt đầu ra tay. Lúc đuổi theo còn làm lật cả dĩa bánh gạo nóng hổi lên háng Vincenzo. Đây lẽ nào là gà quay Hàn Quốc trong truyền thuyết? Xem đến đây, tôi không thể không hít hơi lạnh. Lúc này nhân vật mới lên sàn. Ông chủ văn phòng luật của cha răng đại biểu Han đang mời Junho của phòng kiểm sát địa phương phía đông nam tham gia vào trận doanh của cha răng ta. Junho người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cơ bản chính là chó giữ mở đường của đám quan kiểm sát. Đám lão đại trên đỉnh đầu đó lại cứ khăng khăng thích theo chủ nghĩa thận trọng. Junho thường bị lợi dụng xong rồi bị đá bay. Đại biểu Han thành công thuyết phục được Junho từ chức. Đó chính là anh nối thêm chủ tịch Hansel của tập đoàn ba bờ. Đại biểu Han không ngờ Hansel cao cao tại thượng trong mắt anh lại vì sai sót của hai công ty chế thuốc và kiến trúc mà hèn mọn xin lỗi người thần bí. Đợi chờ Hansel không phải là sự tha thứ, mà là một trận khổ da thịt khiến người ta tuyệt vọng. Hôm sau, Vincenzo sau khi thức dậy thì như bình thường đi trêu chọc ông chủ nhà hàng Ý trong hộ thuê. Đối phương thừa nhận mình chưa từng đi Ý. Những món này đều là học được của mẹ Hàn Quốc giỏi nấu nướng. Thế là Vincenzo kiêu ngạo hạ lệnh. Trước khi tôi ăn ra thủ nghệ của mẹ trước đây thì anh phải luôn xuống bếp cho tôi. Giây sau thì anh liền hối hận. Mùi vị đó đừng nói là thủ nghệ của mẹ, mà ngay cả thủ nghệ của mẹ kế cũng không bằng. Sau khi trêu chọc xong thì vào việc chính. Vincenzo tóm lấy luật sư Hong đến kiến trúc ba bờ. Anh nói với Lễ Tân mình cần gặp tổ trưởng mở rộng đầu tư A Đức. Lễ Tân nói Vincenzo không có hẹn trước nên không thể gặp được. Vincenzo liền cầm ra một bức thư tố giác liên quan đến A Đức bắt cóc đe dọa. Anh đúng như mong muốn được gặp A Đức, nhưng trên thực tế Vincenzo nói dối. Anh không có thư tố giác, chỉ là muốn gặp A Đức mà thôi. Vincenzo đến lần này vốn không phải để đàm phán, mà là cảnh cáo. Đối phương đã có thể bắt cóc vợ con giám đốc Choi, thế thì anh cũng nói sẽ bắt cóc vợ con đối thủ, Fao Tin nếu ở Ý.
thì loại người khốn kiếp như đám xã hội đen đã biến thành phân bón cho vườn nho rồi. Ủ thành rượu đỏ giá rẻ, rồi cầm đi làm hàng khuyến mại mua một tặng một rồi. Luật sư Hong cảm nhận được nhiệt huyết đã lâu không thấy, đột nhiên thấy Vincenzo thuận mắt hơn. Phía cha Giang Triệu giới thiệu Junhu, nhân viên kiểm sát vừa từ chức với đồng nghiệp, tham gia vào phòng luật sư. Còn bày tỏ, Junhu sẽ thay mình làm luật sư đại diện cho sở luật sư. Lúc này cha Giang phút chốc bùng nổ. Cô vốn cho rằng làm chó săn trung thành nhất, chỉ có mình mới có thể xứng với chức lớn nhất đó. Đến tối, luật sư Hong với Vincenzo cùng uống rượu ăn cơm. Quan hệ của hai người đột nhiên tốt hơn nhiều. Rượu qua 3 tuần, món qua 5 vị, Vincenzo giả vờ hiếu kỳ hỏi, luật sư Hong ngoài làm luật sư tư nhân, thì có từng làm người biện hộ, giúp đỡ pháp luật cho người nghèo không? Để dẫn luật sư Hong mở miệng ra, thì nhắc đến Mizi từng làm người giúp đỡ pháp luật. Mizi bắt bệnh ung thư tuyến tụy, nên đã uất ức gánh tội danh giết người. Cô vì lúc trẻ vứt bỏ con trai, tự nhận nghiệp chướng quá nặng, vì thế mà từ chối kháng án. Dứt khoát đem lần ngồi tù không liên quan này làm trừng phạt mình. Lời của luật sư Hong khiến Vincenzo im lặng rất lâu, hỏi ra một vấn đề, sở luật sư của ông vì sao lại gọi là phòng luật sư rơm chứ? Câu trả lời của luật sư Hong có chút giật gân, vì tôi với người ủy thác mà nói, chính là sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Lúc này, một người đàn ông gọi điện cho luật sư Hong. Đối phương im lặng rồi ngắt máy. Phía sau cuộc điện thoại này là sóng ngầm dâng trào. Hôm sau, đại biểu Han triệu tập mọi người thảo luận để khắc phục các phiền phức sắp đến. Hóa ra, công ty kiến trúc Ba Bờ chuẩn bị sử dụng cách dọn sạch trước giờ để đuổi người thuê đi. Bọn họ không có cách nào để trực tiếp cưỡng chế phá dỡ tòa nhà, nhưng lại có thể vào lúc phá dỡ tòa nhà không người bên cạnh, giả vờ sai sót động trúng một góc tòa nhà, dựa vào trận chiến tâm lý này để dọa chạy đám người thuê. Nhưng cách này thường tạo ra những sự cố. Trước đây có 2 lần sự cố lần lượt khiến 4 người với 12 người chết. Cha Giang trên miệng không nói nhưng trong lòng lo lắng cho luật sư Hong. Sau đó, đồng nghiệp của cha Giang mang đến một tin khẩn. Anh ta ngẫu nhiên nghe được thời gian tháo dỡ của kiến trúc Ba Bờ là 11 giờ đêm mai. Chuyện này khiến cha Giang không thể bình tĩnh nữa. Cô gọi điện thoại cho luật sư Hong thì bị ngắt. Chỉ có thể nhanh chóng chạy đến nhà luật sư Hong để báo tin. Không ngờ gặp phải luật sư Hong đang làm bữa sáng và Vincenzo vừa tỉnh rượu. Cha Giang còn chưa kịp mở miệng thì luật sư Hong đã bị một cuộc điện thoại gọi đi. Đối phương chính là nhân viên của tổ nghiên cứu thuốc mới bị mất tích đó. Cha Giang suy sụp rồi. Cô chỉ có thể nói tin 11 giờ đêm mai tháo dỡ cho Vincenzo. Bảo đối phương nhanh chóng di tản người thuê. Vincenzo có chút ngoài ý muốn. Từ khi quen biết 3 ngày đến nay, đây là lần đầu anh thấy cha Giang lo lắng cho người khác. Đêm, luật sư Hong với người chế thuốc của nhóm nghiên cứu thuốc lén gặp nhau, một trận chiến đảo ngược sẽ diễn ra. Hôm sau, Vincenzo với người thuê cùng tụ tập với nhau. Mọi người biết được đêm nay tòa nhà có thể sẽ phải dỡ bỏ. Tâm sự nặng nề, với sức mạnh một người chống lại cả một tập đoàn lớn hệt như châu chấu đá xe, nhưng rất nhiều nhà với cơ nghiệp của bọn họ đều ở đây, thật sự không bỏ được. Sĩ khí của mọi người xuống thấp, duy chỉ có Vincenzo có bộ dạng trong lòng đã có dự tính. Còn bận rộn like cho các soái ca mỹ nữ trên mạng. Bên kia, thời gian không phụ người có lòng. Larry của Viện Tình báo bảo vệ Hàn Quốc phụ trách tổ chức tội phạm ý, tìm được hình của Vincenzo. Sau khi biết được hình dáng đối phương, Larry nóng lòng muốn thử, trong đầu đã hiện ra hình ảnh mình đại chiến với băng đảng xã hội đen. Đến tối, cha Giang cuối cùng cũng không yên tâm luật sư Hong, lái xe chạy đến tòa nhà, nhưng cô vẫn chậm một bước. Lúc này, đội tháo dỡ của Hắc Bang đã sẵn sàng. Đám người ác này vừa tiến vào thì liền ngẩn người. Đây nào phải là tòa nhà đang chờ tháo dỡ? Vốn chính là hiện trường một bữa tiệc lớn mà. Đây chính là kế hoạch của Vincenzo. Đây là thời đại kẻ ác cũng cần mặt mũi. Dù kiến trúc Ba Bờ không chút tin tức muốn tháo dỡ tòa nhà, thế thì Vincenzo liền dẫn tất cả tiêu điểm đến. Anh tổ chức một bữa tiệc lớn thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý, để mọi động thái của tòa nhà đều bị rất nhiều chú ý. Tụ tập lúc này có lãnh đạo khu vực, ông chủ các công ty. Bọn họ tuy không thể so với tập đoàn Ba Bờ, nhưng lại kết thành một đoàn thể có hiểu biết, là một gốc cỏ ngoan cường. Đêm nay Vincenzo đã lật ngược tình thế theo ý muốn của tòa nhà cũ, xoay chuyển được cục diện. Cha Giang đến muộn thấy người đàn ông tỏa sáng này, nở nụ cười bất chi bất giác, động lòng rồi. Tập này hết. Xem một đoạn kịch tính của tập này khiến não đệ khá kích động. Đến từ cuộc họp của phòng luật sư trước khi tháo dỡ, đám luật sư thảo luận dùng một thủ đoạn tháo dỡ như vậy trước đây đã chết 4 người, rồi một lần chết 12 người so với lần trước. Giống như là mạng 4 người không phải là mạng. Trong mắt bọn họ, cái bản thân đang thảo luận chính là thắng bại của tố tụng. Bồi thường bao nhiêu, khoản tiền thưởng sau khi giành được thắng lợi. Chuyện lớn duy nhất không phải là tính mạng quan trọng gì đó. Sự lạnh lùng của người bình thường này càng khiến bộ mặt của phe đối diện càng thêm tàn nhẫn. Kẻ ác thật sự không phải xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Nhớ like, nhấn đăng ký kênh Review Chất nhé. Chúng ta kỳ sau nói tiếp. Bye bye. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.